Kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hoàng Quý Sơn Channel. Thì như đã hứa, tại vì tính tôi cũng không có thích thích thiếu nợ. Hoàng Quý Sơn, tôi xin lặp lại là xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel. Thì lần trước đó là tôi thiếu nợ lại một chút, mà tôi cũng không thích thiếu nợ. Tại vì cái gì mình nợ nần này nó mệt lắm, rồi cuối cùng là mình cũng trả trả bằng kiểu nào cho nó đẹp ha. Thành ra hôm nay thì tôi cố tình tôi sẽ làm cho hết và ráng làm cho thật nhanh. Nếu dư thời gian thì các bạn hãy đặt câu hỏi với tôi, còn nếu như không dư thời gian thì các bạn có đặt câu hỏi tôi cũng trả lời được, vì ở đây nó vẫn còn 34 câu hỏi tôi cần phải giải giải quyết cho xong nha. Rồi bây giờ đó là các bạn nào mà có đặt câu hỏi thì nếu không có xem live trong cái chương trình này thì mình có thể xem lại. Đấy. Rồi bây giờ tôi bắt đầu với cái bạn đầu tiên nhá. Và tôi xin lặp lại là các bạn nhớ đừng có đặt câu hỏi. Khi nào mà tôi làm xong 34 câu câu trả lời này rồi đó thì lúc đó các bạn cứ đặt câu hỏi thoải mái, tôi sẽ trả lời ngay ở ở trên cái live, chương trình live này nha. Rồi, cái người thứ 61 là bạn Nguyễn Hạnh Duyên. Ngày giờ động tâm là 21 giờ phút Việt Nam, xin thầy cho con biết sắp tới con định thay đổi công việc, vào trường làm thì có thành công hay không? Thường thường là cái gì mà lúc nào mình cũng sợ mình không thành công, cho nên là lúc nào mình cũng hỏi cái câu là có thành công hay không, có tốt hay không. Lúc nào cũng thế. Ở đây nó trả lời như vậy nè: muôn dặm cánh buồm chuyển, sóng lặng không ngại ngùng, đi đi chẳng trở ngại, nơi xa bến lại thông. Cho nên là nó rất là đẹp. Nếu mà bạn đi làm cái đó thì chắc chắn là bạn sẽ được thành công khá là mỹ mãn. Cho nên là bạn hãy cố gắng làm chuyện đó đi. Ok. Chúc mừng bạn. Rồi, bạn kế tiếp là bạn 62 là Liên Phạm. Con muốn lập bàn thờ Phật tại gia, giờ động tâm là 14 giờ 26 phút. Ok, muốn lập giờ mình thờ ma thì mình còn sợ coi giờ coi thời tiết, chứ còn thờ ma quỷ mới sợ, chứ thờ Phật mà sợ gì? Thờ Phật con muốn thờ ngày nào thờ, muốn làm gì làm chứ. Sao lại còn phải hỏi ta? Nhưng mà điều hỏi thì phải trả lời. Khổ vậy đó. Ok. Rồi, bạn hỏi như vậy thì xin trả lời bạn: ba cửa bố trí lên trên, bốn cửa xuống dưới, nối liền vòng tay, trận tiền bố trí rất hay, quân mã tề tựu dàn đầy hàng ngang, trống trận dồn dập thúc vang, ba quân tướng sĩ thẳng hàng tiến lên. Có nghĩa là bạn sắp làm sao mà cho nó ngay thẳng, nó đúng phương đúng vị theo ý của bạn đó là tốt rồi. Có nghĩa là bạn thờ sao nó cũng tốt hết đó. Ý nghĩa nó như vậy đó. Ok. Tại vì khỏi nói tôi cũng biết, thờ Phật chứ đâu phải thờ ma, chỉ có thờ ma quỷ thần linh đó, thì mới sợ là họ trợ quở họ trách. Chứ còn mình thờ Phật thờ kiểu sao các ngài cũng hoan hỷ hết đó. Ok. Giống như tôi mà bây giờ các bạn mà đi hỏi tôi việc làm sao tu mà để giải thoát đó, bạn hỏi kiểu nào tôi cũng hoan hỷ, tôi trả lời cho bạn hết. Chỉ có bạn hỏi tôi sao tu mà để cho bạn được cái này được cái kia thì cái đó còn mắng chửi, chứ còn nếu mà hỏi mà tu giải thoát cỡ nào tôi thức suốt đêm tôi trả lời cho quý vị tôi cũng hoan hỷ nữa. Rồi, bạn 63 là Thu Thủy Dương, Dương Thu Thủy. Xin cho con hỏi, con có nên xây thêm phòng trọ cho thuê không ạ? Cái này là cũng hơi vui vui. Lý do tại sao mấy cái này đi xây có tiền mà cũng phải hỏi nữa ta. Ok. Câu trả lời của bạn là rất là mừng cho bạn. Cúi lại hụt bắt được Ngọc Châu dưới hàm rồng, chợt đâu lỡ chân ngã xuống nước. Có nghĩa là cái việc này đó thì thật ra là bạn làm nó thì nó rất là tốt, nhưng mà bạn phải rất là cẩn thận, vì nếu bạn không khéo đó thì cuối cùng bạn lại hụt chân mà té xuống nước, có nghĩa là không có được lợi lắm. Ok. Việc đó là việc làm tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà cẩn thận kẻo bị té xuống nước. Bạn thứ 64 là bạn Gia House. Con động tâm muốn xin biết sắp tới con có nên chuyển việc không ạ?
À, sao các bạn này nghe hỏi giống như đã hỏi rồi vậy ta, giống như mình đã nói rồi. Thì ở đây trả lời cho bạn là mừng chưa dứt thì bi đã tới, tức là buồn đã tới đó. Mưa lớn gió to rung cây đổ, trên đường người người thấy lao sao. Có nghĩa là bạn tốt nhất hãy ở lại nơi bạn đang làm, đừng có đi, đi rồi sẽ đau khổ. Bạn 65 là bạn Linh Ven, là bạn Linh Văn Linh Vân Linh gì đó. Thầy hoan hỷ cho con hỏi, con làm ăn vì tin người thân thiết bị lừa mất cả tỷ, giờ nợ nần không lối thoát, con trả nợ được không ạ? Cái vụ mà bị người thân gạt gẫm này nó nhiều lắm, và tốt nhất là các bạn cũng nên vào làng ta để đọc cái bài, là có nên giúp đỡ cho người thân hay là làm việc làm với người thân đó. Nó có những cái bài đó về tiền bạc các bạn nên đọc để hiểu. Ở đây trả lời như vậy: yên ổn đường bằng phẳng, trong mây một nhặng bay, hoa đào gặp mưa trúc, bên suối gái châu mày. Có nghĩa là từ từ mới 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 trả được, tức là bạn khổ tâm lắm nhưng mà rồi từ từ bạn sẽ trả được, bởi vì đây là ăn ổn lộ bình an. Có nghĩa là nó không có phải khó khăn quá cực khổ, thành ra bạn cứ từ từ, mà bạn hãy vào đọc những cái bài mà thiếu nợ mà tôi viết ngày hôm qua hôm kia gì đó, thì bạn nên đọc để mà bạn hiểu làm sao mà bạn sẽ lấy lại được tất cả những gì bạn đã mất nha. Lấy lại đây không phải là người đó nhất định phải trả bạn, nhưng mà bạn sẽ gặt hái được một số tiền tương đương, cũng giống như 1 tỷ vậy đó. Làm sao mà để bạn 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 đạt được, chứ còn than van đó, khóc lóc lâu lắm, khổ mà không được gì hết á. Ok, cho nên là bạn hãy vào đọc rồi bạn sẽ hiểu. Bạn Cherry Trần, dạ em chào thầy, ngày giờ động tâm là ngày 20 tháng 3, cho em hỏi là em sớm có được công việc tốt không ạ? Công việc mà phải là công việc tốt, người này đòi hỏi ha, chứ không có thích công việc xấu, công việc vừa vừa không thích. Rồi, ở đây trả lời cho bạn là tích đức ra công, có tử tôn, mổ bò tế lễ xóm bên tây, công danh hai chữ rồi nên chọn, quay ngó sơn hà muốn đổi thay. Thì có nghĩa là bạn sẽ tương lai bạn sẽ có công việc tốt, nhưng mà rồi nó sẽ có đổi thay, tức là bạn tốt vậy nó nhưng mà vẫn còn có cái gì đó không thích nhé. Tức là tốt thì tốt mà muốn thay đổi thì cứ thích thay đổi. Rồi, bạn 67 là Phương Nguyễn, con xin hỏi, con bị bệnh như vậy, bỏ bệnh viện về nhà tự chữa lành và tu tập có khỏi không ạ? Mà đáng tiếc là không biết bạn bị bệnh gì. Rồi, thì ở đây trả lời cho bạn là trong cửa giấy can qua, thân thù đều bất hòa, ngày nào áo son tới mới bật cười ha ha. Có nghĩa là nó rất là khó khăn nhưng mà bạn lại làm được. Có nghĩa là tu thì dĩ nhiên là hãy bạn tu rồi bệnh gì nó không hết. Okay. Mà nếu với điều kiện là bạn phải tu đúng còn bạn đã vào làng ta thì bạn phải theo cái cách hướng dẫn của làng ta và bạn tu đúng như vậy thì chắc chắn là phải hết. Bạn có muốn không hết rồi nó cũng phải hết. Okay. Thành ra ở đây trả lời cho bạn là can qua có nghĩa là cực lắm, nặng nề lắm nhưng mà bệnh sẽ hết nếu bạn tu đúng. Rồi, bạn 68 là Bầu Bí, Nguyễn Thị Vân Anh. Việc này rất quan trọng với con và quyết định cả tương lai của con nên con mong được thầy xem giúp con Cho con hỏi, con có khả năng đi du học trong năm nay và nhập học vào trường đại học. Con mong muốn vào tháng 10 dương sắp tới không ạ? Trường này con đã đi rồi và đang chờ kết quả thôi. Con rất mong muốn và khát khao thi đỗ. Mong thầy xem giúp để con bớt hoang mang và có hướng đi đúng đắn. Giờ động tâm 21 giờ phút Việt Nam. Con có ăn chay và tu tập hàng ngày được vài tháng rồi. Ăn chay hay tu tập đó thì nó rất là tốt, ăn chay nó cũng rất tốt nhưng mà ăn chay nó không thể giúp cho bạn thi đậu, nó cũng không thể giúp cho bạn gặp nhiều cái cơ may để đi ra nước ngoài mà chỉ có tu tập thì bạn đủ phước đức bạn sẽ đi ra nước ngoài. Ok,
Và sẵn đây xin cảm ơn bạn Gia Hao, bạn Trang Nguyễn đã gửi star nha. Bây giờ bạn hỏi thì trả lời cho bạn là xem thử coi nó có được như ý bạn không nha. Ok, việc mừng tốt, mặt vui tươi, trước sau khéo bàn bạc, trong bầu một 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 hồ trung. Một hồ trung có nghĩa là một cái bầu rượu, giống như là các ông tiên mà ngày xưa ấy, tất cả mọi thứ tốt đẹp gì nằm trong cái bầu rượu ông uống đó. Thì bây giờ bạn biết rằng là đây là cái cơ may, bạn sẽ đạt được cái điều bạn mong muốn nè, coi như chúc mừng bạn nè. Bạn Thanh Ly giờ động tâm là con tên là Phạm Thị Thanh Ly, sinh năm 1994. Thầy cho con hỏi, con muốn ly hôn. Tên Ly rồi cái ly hôn luôn à? Kỳ ha. Vậy thì mình phải đặt tên tên là bám hay là tên hợp gì đi chứ, đặt tên Ly chi để cái thích ly hôn ta. Mong thầy trả lời giúp con. Nam mô Dược sư Phật. Nam mô Dược sư Phật, muốn ly hôn. Ok, hỏi thì trả lời chứ còn bạn hỏi kiểu này hơi kỳ á. Tức là bạn muốn ly hôn, hỏi xem là muốn ly được hay không cái gì phải không? Rồi, ok. Dùng thì ta tiến, bỏ thì ta lui, một ngựa ra cửa ải, tiếng lành gan gan tất thôi. Có nghĩa là điều của bạn là bạn muốn thì làm theo ý bạn, đều được như ý bạn vậy thôi. Ok, nhưng mà nếu mà bạn đã ở trong làng ta đó thì bạn phải tìm hiểu cái cách xem coi bạn ly hôn như vậy là bạn đã hết nghiệp chưa. Tại vì nếu mà bạn chưa hết nghiệp đó thì xin thưa bạn bỏ thì dễ rồi đó. Ở đây cho thấy là bạn muốn bỏ là bạn bỏ thôi, dứt áo là ra đi thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà cái vấn đề là bạn chưa hết nghiệp, bạn đi qua lấy thằng khác cũng y chang vậy. Bạn bỏ được bao nhiêu lần? Tại vì đã có nhiều người bỏ 3 lần, 4 lần vẫn đâu. Không phải là bỏ nghiệp, lấy 3, 4 lần vẫn không lấy được những cái người theo ý mình. Ok. Quan trọng là bạn lấy cái người bạn sống làm sao để bạn vui, chứ không phải là bạn cứ bỏ bao nhiêu lần thì bạn sẽ được tốt. Đó. Cho nên nếu bạn đã ở trong làng thì bạn phải đi tìm hiểu cho rõ. Còn nếu mà mình biết cách tu đó thì cái người chồng như thế nào rồi nó cũng trở thành tốt đẹp. Sau đó họ cũng hoan hỷ, hạnh phúc sống với mình cả đời. Ok. Bây giờ tới bạn thứ 70 là bạn Vivi Kem. Thì tại bạn đã hỏi lần hai cho nên là mình không trả lời nữa, đã trả lời lần trước rồi. Người thứ 71 là Hường Lại Thanh. Thưa thầy, con sinh năm 1989, bố con sinh năm 1963, mẹ con sinh năm 1968, kể cả luôn cả một cái gia phả. Con có nên ở cùng bố mẹ không ạ? À? Vì con thấy trong cuộc sống mà cứ việc con muốn làm mà để con muốn làm mà để bố mẹ biết thì việc đó không thành. Ngoài ra trong nhà con không trồng được cây, cứ trồng cây là bị chết. Rồi. Bạn này hỏi cũng hơi lạ. Bạn nếu mà ở trong làng thì bạn biết cái cách tu để chuyển hóa, nói chuyện tâm thức để chuyển hóa vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em đó. Thì cái này đó, thật ra nếu mà bạn biết, ở đây trả lời như vậy nè. Để tôi đọc cho bạn nghe. Đường làng bằng phẳng sạch quang, cuộc đời yên ổn, xóm làng vui thay. Thấy chưa? Có nghĩa là bạn ở trong nhà nó rất là tốt, không có gì. Từ trong mây biết nhận bay, tức là bạn muốn đi ra. Hoa đào nở rộ gặp ngay bão bùng, tức là bạn đi ra ngoài thì nó không có được hay. Bên hồ thiếu nữ não nùng, nhìn hoa tàn úa thẹn thùng lệ rơi. Có nghĩa là bạn đi ra nó không có tốt. Bạn cái cách mà hay nhất đó là bạn nên lúc nào mà bạn, cái cách hay nhất đó là bạn nên vào trong làng ta tìm cái cách nói chuyện tâm thức để cho bạn và gia đình, cha mẹ lúc nào cũng được may mắn. Tức là ở đây nó bảo rằng bạn ở chỗ đó nó rất là tốt, chỉ vì bạn không có biết tu, nghiệp quả của bạn, bạn không biết tu, không biết chuyển cho nên nó mới thành như vậy. Ok. Rồi, bây giờ bạn, mà cái câu trả lời này là nó rất là chính xác luôn. Tức là có nghĩa cái tâm của bạn hỏi đó, nó rất là có linh ứng, rất là thành tâm. Bạn Hiển Trịnh, Trịnh Hiển,
Con chào thầy, câu hỏi của con là công việc của con trong năm nay có thuận lợi không ạ? Con tuổi Dần. Thì như vậy năm nay đó bạn sẽ gặp rất là nhiều rối ren, chứ nó không có thuận lợi. Tuy nhiên cuối cùng rồi thì bạn cũng được tốt lành. Okay. Tức là bạn sẽ có chuyện vui trong năm nay, nhưng mà nó không đơn giản giống như bạn tưởng. Có nghĩa là khi nó bắt đầu nó rất là xấu, tươi tớt, te tưa nha. Nhưng mà rồi cuối cùng thì lại được tốt, cũng không có đến nỗi. Vậy là mừng rồi. Bạn Hồng Oanh, bạn thứ 73. Con chào thầy Sơn, con xin hỏi ngày mai là đúng lễ cúng tuần đầu tiên từ khi mẹ con mất. Trong lễ này quan trọng nhất là nghi thức và các kinh nào cần được đọc cho hương linh mẹ con ạ? Con cảm ơn thầy, con đã bắn star. Việc đầu tiên là bạn phải đi tìm cái bài cúng cơm, hay là xin lỗi bạn là việc hôm nay trả lời thì nó hơi trễ tí, nhưng mà cũng không sao. Tức là bạn phải đi tìm cái bài cúng cơm hay là ăn định hương linh đó, rồi sau đó là bạn phải tụng cầu siêu. Tức là có bài cầu siêu bạn cần phải tụng mỗi ngày như vậy suốt hết 49 ngày. Okay. Rồi cúng cơm thì mỗi ngày mình phải cúng, thí dụ mỗi ngày bạn thường ăn 2 bữa 3 bữa gì thì mình phải cúng giống vậy đó. Mà thường thường là mình cúng 2 buổi trưa và buổi chiều thôi. Okay. Rồi bạn 74 Omani Vajrahum. Trời, đặt cái tên nghe nè, giống như Tây Tạng quá, mà là lại ở Tây Ninh. Bạn này hỏi rằng năm 2001 con có lấy vợ không ạ? Và cụ thể vào thời gian nào ạ? Mong nhận được chia sẻ của thầy. Bạn này đúng là chỉ người của Tây Tạng chứ không phải người hoặc là Tây Ninh hoặc là người ở Tây Phương chứ không phải là người ở cái cõi này. Đã bảo rằng phải ghi lại năm tháng ngày giờ ở đâu, nhưng bạn tuyệt đối không có đưa ra. Thành ra bạn không có đặt thời gian, cũng không có ngày ngày giờ gì cả, cho nên là không trả lời bạn. Cái đó là lỗi của bạn. Okay. Tức là cái điều này nó cho thấy rằng khi mà bạn muốn lấy vợ đó, bạn phải cẩn thận, coi chừng bạn sẽ mắc vào những cái lỗi mà nó không cần thiết. Có nghĩa là tự bạn chứ không phải ai hết nha. Bạn thứ 75 là Nguyễn Thị Thanh. Ngày giờ động tâm của con là con muốn hỏi thầy, cho con hỏi là năm nay vợ chồng con có con được không ạ? Ngày 20 tháng 3. Ok, có con được không? Cài then khóa chặt, đề phòng chuyện vặt, nếu chẳng biết ngừa sẽ thành vạ lớn. Có nghĩa là bạn nghe như vậy là bạn đã thấy nó không có tốt chút nào hết, đúng không? Thế thì bạn phải vào trong làng ta tìm cái gõ cái chữ thai nghén, rồi bạn làm theo cái phương thức mà các bạn, những người mà hoàn toàn 5, 7 năm, 10 năm không có con đó, mà họ đã làm như thế nào để họ có con, và con của họ rất là khỏe mạnh, đẹp đẽ, thì bạn hãy theo đó và bạn làm nha. Nhất định là bạn sẽ có con. Chứ còn nếu cái kiểu này đó mà bạn không tu đó bạn không vào làng ta bạn tu, thì xin thưa cái cơ hội mà bạn có con là hầu như nó không có. Okay. Hoặc là nó sẽ sinh ra tai họa là chính. Bạn thứ 76 Nguyên Lê. Dạ chào thầy, con vẫn chăm chỉ tu tập. Bà nghe nghe bạn này nghe là nó vui trong người rồi ha, nghe là thấy thích rồi. Đến nay là được 4 tháng, con muốn biết con có xin được việc trong năm này không, con cảm ơn thầy. Thì bạn này đó, thứ nhất bạn muốn có việc đó, bạn nên đọc chú Đại Bi ngày 21 biến, thì trong vòng 21 ngày là nhất định bạn sẽ có. Bạn chỉ cần bạn chí thành bạn làm cái điều đó là bạn sẽ xong ngay thôi. Ok, tức là bạn đã tu 4 tháng mà bạn còn hỏi như vậy, tức là chưa có việc, nghĩa là chưa chưa được như ý. Cho nên bạn hãy suy coi là cái cách mình tu tập. Ok rồi, hoặc giả là bạn có thể nhắn tin tôi chỉ thêm cho bạn để bạn làm cho nó đúng ý. Nhưng mà bạn, để trả lời câu hỏi bạn thì tôi đọc cho bạn nghe nha. Việc thì vứt nhưng mà vật việc thì dứt nhưng mà vật thì chưa dứt.
Người toàn mà vật thì chưa có toàn. Muốn biết điều đích xác, nắng rọi ngọc lan can. Có nghĩa là bạn muốn đạt được cái điều bạn muốn đó, ngọc là nắng rọi ngọc lan can, thì bạn tâm của bạn nó phải sáng. Tức là bạn tu nhưng mà nó chưa có đúng. Vậy thì bạn có thể nhắn tin cho tôi rồi tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thì bạn tu đúng trong vòng một thời gian rất ngắn. Lâu lắm là 21 ngày là sẽ có. Ok. Bạn thứ 77 là bạn Thanh Thảo. Ngày động tâm là 20 tháng 3 ở Florida. Con xin hỏi con trai của con tên là Dương Huỳnh Lâm, sinh năm 2001. Cháu nên chọn những công việc liên quan lĩnh vực nào với số mệnh của cháu để được thành công? Bây giờ cháu không định hướng được gì cả, thì cứ để cho nó thoải mái đi. Tôi cũng đâu có định hướng cho con trai của tôi đâu. Từ xưa đó ha, từ nhỏ đó là tôi nói với mẹ nó là thằng này đó, mẹ nó cứ theo hỏi tôi hoài từ lúc mà nó học trung học, từ lúc mà nó học khoảng lớp 7, lớp 8, lớp 9 là bà đã theo bà hỏi tôi mãi là thằng này nên nên học cái gì, ngành nghề của nó là gì. Tôi chỉ nói đi nói lại, tôi chỉ nói như vậy. Thằng này nó chỉ học cái gì nó cũng phải học về liên can tới hóa chất. Nếu nó không làm về kỹ sư hóa chất, nó không làm về dầu mỏ, hoặc giả là nó không làm dược sĩ, hay là những cái ngành mà nó liên tu căn tới thuốc, hoặc là dầu thơm, dầu hát, bất cứ cái gì mà nó thuộc về hóa chất thì thằng này nó làm là nó hợp. Nhưng mà bạn có nói gì với nó thì nó cũng không thích. Nói gì nó cũng nó không muốn, nó chưa có ý. Nhưng mà tới mới gần đây đó thì giờ nó chuẩn bị nó vào đại học, nó lại đi kêu tôi là tìm cho nó tiền để mà nó đi xin cái việc mà nó làm về thuốc cho dược sĩ, nó làm phụ tá bốc thuốc cho dược sĩ. Thì tôi mới nói với mẹ nó, thấy không, tại vì duyên số của nó là nó phải làm về dược sĩ, nhưng mà nó mình nói gì nó cũng không muốn hết. Thế thì nó không muốn thì kệ cha nó, hễ cái nhân duyên đó là của nó thì tự động nó sẽ đi tìm, cần mắc ông mắc cha gì mình phải đi tìm cho nó làm chi. Đó, cứ để nó bình thường rồi tự nhiên nó sẽ dẫn tới. Đó, cũng giống như bây giờ tôi nói với quý vị, như tôi làm những cái công việc này mà tôi nói với bà xã tôi như vậy, những việc mà anh làm suốt bao nhiêu thời gian đó trong dòng họ và gia đình hai bên, có ai nghĩ anh sẽ làm cái công việc đó không và làm được hay không? Thế nhưng mà tại sao anh làm được? Cho nên hễ đã là nhân duyên của mình không có lo, tự động nó sẽ tới, bạn phải đi tìm gì hết đó. Đó thì thằng con tôi cái kiểu đó là trước sau gì nó cũng học dược sĩ, tại vì nó vô nó làm, nó mang thuốc xong nó sẽ thích rồi thì tự động nó sẽ học bác dược sĩ thôi, nó học bác sĩ dược sĩ. Ok, cho nên bạn đừng có quan tâm. Nhưng mà để trả lời cho bạn đó thì nó như vậy. Qua lại vốn không định, tức là không biết, chưa biết cái hướng nào hết, lúc qua lúc lại, yên thân lặn lội không ngại, vất vả chả cần. Có nghĩa là nó cũng không có gì để mà bạn phải lo hết á, cứ để yên mọi thứ rồi, giống như tôi vừa kể cái câu chuyện của thằng con tôi vậy đó, rồi mọi thứ nó sẽ tốt lành, bạn phải lo. Ok, an tâm, cứ ráng tu đi, bạn cứ lo tu cho đủ phước đức là tự động nó sẽ đi theo con đường mà tốt lành thôi. Bạn có muốn nó xấu nó cũng xấu được, cha mẹ mà tu tập đủ phước đức, con cái có muốn xấu làm sao xấu. Rồi, bạn Hằng Nguyễn thứ 78. Thầy cho con hỏi trong tháng 2, tháng 3 âm lịch này chuyện tình duyên của con có tốt hay không? Tháng 2, tháng 3. Đặt những câu hỏi vui thiệt. Chuyện tình duyên có tốt hay không? Tính toán trước cả tháng, ghê vậy, giống như thầy bói. Gió trên trời, nắng trên trời, trăng trong gió mát cùng nhau sánh đôi. Có nghĩa là bạn hỏi cái câu chuyện đó, tình cảm của bạn rất là tốt, có thể là cưới nhau luôn đó, cùng nhau sánh đôi là có nghĩa là có khả năng cưới nhau luôn mà sống hạnh phúc đó. Hai vợ chồng rất là hạnh phúc, hoặc là hai người yêu thương nhau hạnh phúc. Ok, coi như chúc mừng bạn đi nha. Bạn thứ 79 là Phong Linh Bùi. Chào thầy, động tâm ngày 20 tháng 3 2021, vợ chồng con có ý định kinh doanh quán ăn vặt và mong muốn học bí quyết của một cô, và đã đặt vấn đề với cô chú đó rồi. Con muốn hỏi là cô chú đó có hoan hỷ chỉ giúp vợ chồng con hay không ạ? Vợ chồng con kinh doanh có thành công không?
Thì các bạn này hỏi liên hai câu luôn, thì có thể chỉ trả lời cho bạn được một câu, tốt hay xấu thì trong đó bạn cũng tự biết rồi, tại vì hãy nói tốt một cái thì nó sẽ tốt cho cái kia. Tối hết thì sẽ sáng tỏ, công việc hết ngại lo, cuối cùng nên mọi chuyện trước mắt chớ nghi ngờ. Có nghĩa là người nào đó, nếu mà người đó đã hứa với bạn thì chắc chắn là nó sẽ thành sự thật đó. Ok, phải chúc mừng bạn. Nhưng mà bạn nhớ nha, nếu mà bán quán ăn vặt mà bán đồ ăn mặn đó, thì nó có một cái khổ như vậy này. Khi mà mình bán thì mình cầu mong là nó được đắt, cái đó ai cũng mong hết, nhưng mà nó khổ là khi mà nó đắt á thì mình lại tạo ra rất là nhiều nghiệp. Ok, cho nên là cố gắng làm, mà nếu được rồi thì thứ nhất là mình làm được thì mình ráng mình bố thí cho thật nhiều, thứ hai nữa là sau khi mình làm được rồi thì mình có thể mình nghĩ ra một cái cách để mình chuyển hướng nha. Và bây giờ tôi xin nhắc lại cho với các bạn là các bạn thay vì đặt câu hỏi đó thì các bạn khoan hay đặt, chúng ta chỉ còn có mấy chục câu hỏi nữa, tới mười khoảng như là mười mấy hai chục câu nữa thôi, thì các bạn đợi tôi trả lời xong rồi đó, lúc đó các bạn hỏi tôi sẽ trả lời cho các bạn nha. Rồi bây giờ là bạn 80 là bạn Ngọc Bảo, thầy coi giúp con xem vợ chồng con có ly hôn không ạ? À? Hỏi những câu hỏi thiệt chết người, sáng giờ nghe hai câu là cứ nghe hỏi chuyện ly hôn không à, không không, tại sao lại không hỏi cái cách làm sao để cho mình sống hạnh phúc. Ok, bờ rộng dòng sâu đò dễ đắm, tức là dễ chìm á, là dễ dễ ly dị đó, đường xa núi hiểm bước gian nan, rắn bò tự có ngày sang bến, trăng sáng trời cao tỏ rõ ràng. Có nghĩa là cái cơ hội đó, nếu mà hỏi bạn ly dị đó, mà nếu bạn thích ly dị đó thì cái này là khó, nhưng mà bạn chắc chắn là sẽ ly dị được. Còn nếu như bạn không muốn ly dị đó, tại cái câu hỏi bạn nó không rõ ràng cho nên tôi phải trả lời thêm hai vế. Nếu mà bạn không muốn ly dị đó thì nếu bạn biết tu tập như trong dân ở trong làng ta đó, thì tuy là thấy giống như nó sắp sụp đổ, không? Khó khăn dãy đầy, nhưng mà cuối cùng bạn lại ở được hạnh phúc tốt lành. Cho nên vì không biết bạn muốn hỏi tâm tư của bạn thực sự là như thế nào, cho nên tôi phải trả lời như vậy cho hai bé. Ok, hai bên. Bạn Mỹ Dung, Mỹ Dung hỏi lần hai rồi, hỏi lần ba nữa, hỏi chi nhiều á. Cho con hỏi năm nay thu nợ được không ạ? À? Con cảm ơn thầy. Ok. Rồi hỏi trả nợ, hỏi hỏi đi, đòi nợ. Mây giăng trăng nấu đường lối mờ mờ, mây tàn trăng sáng tiền tiến bước dần dần. Có nghĩa là bạn có thể đi đòi nợ, nó có cơ hội để mà lấy được, nhưng mà lấy chút chút thôi, dần dần, tức là lấy chút chút thôi, không có lấy nhiều được. Ok. Bạn Thu Thủy, bạn thứ 81. Con và chồng con bằng tuổi nhau, đều sinh năm 89, hai vợ chồng con công việc năm nay có tốt không? Bạn này đã không theo cách hướng dẫn, có nghĩa là không cho biết ngày giờ gì cả, cho nên là không trả lời bạn nha, đó là lỗi của bạn. Rồi bạn Kim Dung, con trai con sinh năm 1988, năm nay liệu có đi Nhật được không? Và bạn này đặc biệt, bạn Kim Dung cũng không cho biết năm tháng ngày giờ gì cả, cho nên cũng là lỗi của bạn chứ không phải là tôi không muốn trả lời. Rồi thì hai bạn này cũng không được xem là bởi vì không có ngày giờ. Bây giờ có bạn Nguyễn Thủy cũng lại hỏi lần hai. Thầy ơi, con xuất đất mua chung muốn bán, thầy xem hộ con có năm nay có bán được hay không? Thì bạn đã hỏi lần một, không biết là bạn hỏi về cái gì, chắc cũng là về đất. Trời xuân cây cao rễ lớn, quả chín đẹp ba thu, cành lá không héo không rụng, rễ bền không ngờ. Thì nghe cái quẻ này á thì thấy như là nó rất tốt, nhưng mà
Nếu mà bạn thật sự là bạn muốn bán cái câu hỏi của bạn đó thì đó là một cái quẻ thấy là khá tốt. Nhưng mà nếu mà mình để lại mà tại vì bạn đầu tư cái kiểu này là bạn cố tình bạn bạn mua để bán chứ không phải là ấy. Còn nếu mà để lại đó thì cái mảnh đất này theo như cái quẻ nói đó, nó là một cái mảnh đất rất là trù phú, rất là tốt. Ok. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nếu mà bạn đã hỏi lần thứ hai đó thì khi tôi trả lời cái lần đầu bạn nên theo cái quẻ đó nha, tốt hay xấu gì đó bạn dựa theo cái quẻ mà đầu tiên. Trần Hồ Mỹ Linh, ba con đang nằm viện có qua khỏi không ạ? Con có thành công với sự nghiệp mới hay không? Thành ra bạn này cũng không có theo cái cách thức mà hỏi quẻ. Có nghĩa là bạn chỉ nên hỏi một việc thôi, nhưng bạn đã hỏi hai việc mà hai việc nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra cái này đó rất là khó trả lời cho bạn. Chỗ này ẩm vị nồng nồng chịu không nổi lâu cực lòng, nói cười râm ran hóa tốt, bôn tẩu đông tây, có nghĩa là có thành công với sự nghiệp của bạn được bôn tẩu đông tây nó không đơn giản tí nào. Tuy là cũng được nhưng mà nó không có được như bạn mong muốn. Bạn không tu thì công việc và sự nghiệp của bạn nó sẽ rất là thê thảm. Okay. Có nghĩa là nó không phải là thê thảm mà không làm được về gì cả, nhưng mà nó rất là cực khổ. Có nghĩa là bạn đi đông đi tây, đi tối ngày không có được yên. Bạn 86 là Hào Trân, Trần Hào hay là Trần Hào chắc vậy. Con hỏi giấy tờ con đi Mỹ được không ạ? Giấy tờ đi Mỹ được hay không? Rồi, 40 năm dư khổ đã dày, đến nay hoang lạc trải tháng ngày, đừng trăn trở về ân ái, việc mừng còn nhiều đây, thanh xuân tiếc thay, thanh xuân còn đầy. Có nghĩa là cơ hội của bạn nó rất rất là tốt, tuy là thấy như khó khăn nhưng mà lại kết quả nó còn vẫn còn đầy tương lai, tại vì thanh xuân vẫn còn đây. Có nghĩa là cái đường may mắn của mình nó đang 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 ở đây, cơ hội khá là tốt. Bạn Kiều Mỹ 87, thưa thầy cho con hỏi năm nay con có xin được công việc như ý hay không? Công việc mà phải đòi như ý mới chịu nữa. Cô này cũng đòi hỏi dữ ha. Ok. Thì đây câu trả lời của bạn. Trong sách có nàng đẹp như ngọc, trong sách sẵn có tòa bạc vàng. Đọc hết năm xe sách, chí nguyện tự vững vàng. Cứ gì lao lực trong lòng chẳng an. Có nghĩa là bạn hãy ráng chịu khó học thêm đi. Tức là mình tu bồi thêm kiến thức. Ok. Khi nào mà bạn làm được như vậy rồi thì tự động bạn sẽ được như ý. Còn ở đó khi mà mình học những cái việc của mình nó chưa có thành tựu, mình học chưa có đủ, kiến thức mình chưa đủ thì mình cứ lo mình chạy vậy mình đi kiếm cái nghề nó cũng không có hay gì. Ý nghĩa của quẻ trả lời cho bạn là như vậy. Con đã gửi star giờ động tâm ở Canada. Con xin hỏi trong năm nay con có thuận lợi xin permanent resident để định cư Canada không? Con đã nộp hồ sơ. Con cảm ơn thầy. Bạn này là muốn định cư Canada. Rồi. Ngày xuân đương độ lại gặp hoa cười, bông nào cũng hái, chẳng cành nào thôi. Tức là cái ngày xuân đương độ, tức là việc tốt đó nó đang ở với bạn thì cái cơ hội mà bạn thành công đó là nó rất là lớn. Để tôi đọc một cái khác cho bạn nghe cho nó coi xem nó rõ hơn không nha. Xem một cái quẻ khác.
Sáng xuân hoa lá đẫm sương, hoa tươi nở rộ ngát hương quanh mình. Mùa xuân tức cảnh sinh tình, mỗi cành hoa hái một nhành sinh mang về. Có nghĩa là bạn sẽ được như ý. Nào, thì bạn thấy rõ ràng là nó rất là tốt, cái quẻ nó rất là tốt. Thôi, chúc mừng bạn. À, bạn thứ 88 là bạn Lucy Nguyễn. Con đã gửi store. Ủa, cái này hồi trả lời bạn thứ 89, xin lỗi, 88 vừa trả lời. À, bạn Nhung Tulip. Chú con hỏi năm nay vợ chồng con có được đoàn tụ không ạ? À? Giờ động tâm là 22:59 phút. Ok. 22:59 phút. Rồi. Hai gái mà lấy một chồng, kẻ trên người dưới khó lòng chung chăn. Thê thiếp cùng nhận ái ân, dương suy âm thịnh lâu dần hại thay. À, cái này là nó khi mà thường thường ngày xưa người ta nói là dùng cái chữ là cái quẻ này giống như quẻ hỏa trạch khuê đó, là hai gái mà thờ một chồng vậy đó. Thì có nghĩa là cái cơ hội mà ngay trong năm nay nó rất là khó, hoặc giả là có gặp được thì lại vợ chồng phải cẩn thận cho nó không có được vui nha. Bạn hãy nhớ rõ cái điều đó, tại vì cái quẻ nó cho thấy rằng là mình nó không có được vui, nó không được tốt lành. Thì bạn hãy ráng mà tu. À, đã ở trong làng rồi, Nhung Tulip là ở trong làng lâu rồi, ráng mà lo tu chứ còn không phải hỏi quẻ xong rồi đâm ra sợ. À, có bạn Hà Hương Giang. À, con muốn hỏi con mua nhà chung cư mới được không thầy? À, tôi có thể trả lời ngay cho bạn là nếu bạn có tiền thì bạn mua thôi, chứ bạn hỏi vậy thì sao trả lời. Muốn mua chung cư mới thì phải có tiền, không có tiền thì sao mua. Ok. À, cho nên là bạn hiểu được rồi đúng không? Rồi, nhưng mà điều mà bạn hỏi thì phải trả lời cho bạn thôi, cho bạn vui. Ok, trường an hoa chẳng thể kịp, gió xuân reo, vó ngựa gấp, mau sớm ra rồi, vụt rồi khởi sắc. Có nghĩa là hãy làm nhanh chứ không thì không kịp. Ok, à, bạn có thể là mua được trong tháng 5 này đó, ráng đi. Ráng cố gắng làm trong 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 mùa hè tháng 5 âm lịch đó. Bạn Phạm Anh Hòa. Con gửi câu hỏi nhưng đã lỡ xóa mất. Con xin hỏi trong năm nay khi nào con xin được việc? À, khi nào xin được việc? Khi nào mà bạn trì chú đại bi đủ 21 ngày, 21 biến đủ 21 ngày thì bạn sẽ xin được việc. Nếu bạn tu đúng, bạn làm đúng như tôi hướng dẫn. Thì ở đây nó trả lời bạn muôn dặm đẹp giang sang, gió ngát cát suốt ngày nhàn, một khi mồi đã nuốt hà tất ngại sống tràn. Thì đó, tức là nếu mà bạn tu đúng giống như tôi nói thì trong vòng 21 ngày là bạn bắt buộc bạn phải có việc thôi, và bạn không muốn có cũng đâu có được. Thành ra cái quẻ của bạn là một quẻ tốt, thì tương lai rất gần bạn sẽ nhận được thôi, cứ an nhàn. Ở đây nó bảo rằng là nếu mà bạn an lạc đó, thoải mái đó, thì bạn sẽ dễ có, bạn càng lo lắng càng khó có. Okay. Bạn Vi Chip Văn, đặng Chip Vi, đặng Vi Chip gì đó. Thầy cho con hỏi, theo nghề nắn chỉnh xương khớp có thành tựu không ạ? Bạn muốn bẻ xương ha. Dưới trên chẳng thể gần nhau, lòng người ly tán nỗi đau vô bờ, cơ sự lầm lỡ thờ ơ, cuối cùng thiêu cháy vết nhơ đen xì. Lại cho thấy rằng một cái quẻ nó không có được tốt lắm. Thành ra cái câu hỏi của bạn
nó không có, tức là cái quẻ trả lời cho bạn nó không được hay, có thể là cái nghề này bạn đi nó không có hợp nha. Bạn thứ 93 là mình sắp xong rồi đó. Quốc Hùng Lê Quốc Hùng, năm nay công việc con có tốt lên không? Năm nay công việc con có tốt lên không ạ? Hơn 10 năm rồi vẫn không có gì thay đổi thầy. Con muốn xin chuyển vào Sài Gòn có tốt hơn không? Tức là mục đích của bạn là muốn biết mình có nên thay đổi hay không, là mục đích là chính, là có nên thay đổi hay không. Nhưng mà đặt cái câu hỏi nó vòng vo tam quấn cái kiểu vậy đó. Rồi thì ok, giờ trả lời cho bạn. Ngút trời chí phấn chấn, có nghĩa là chí khí lúc này đang lên cao rồi nha. Ngút trời chí phấn chấn, chớ khổ nhớ quê hương, tức là bỏ đi đó, đừng có tiếc nuối quê hương nữa. Bảy tám anh đi sớm, ra oai nơi xa trường, đi đi thành công đó, thành công lớn đó, chí khí đang lên đó. Làm đi, ok, đừng có đi rồi xong rồi mà nhớ quê hương là thất bại nha. Nha, tốt rồi, bạn đi đi. À, bạn 94 là hết, đến đây là chúng ta dứt. Bạn Klein Trần, con phát hiện ra chỗ khu công nghiệp nhà mấy km là một nơi rất phù hợp với việc mở cửa hàng bán đồ thiết yếu cho nhân viên nơi đây. Con muốn hùn vốn cùng một anh mua đất dựng cửa hàng nơi đó, liệu làm có thành công hay không? Bạn này muốn làm ăn lớn, có đầu óc kinh doanh. Rồi, để trả lời cho bạn xem tốt hay xấu nha. Chép hết việc xưa trước, gian hiểm khó lại qua. Nếu được gió mát thổi, đò nhỏ vượt non xa. Có nghĩa là chỗ này đó, bạn làm nó trước đó, là sẽ gặp rất là nhiều trở ngại nhưng đều được vượt qua cả. Và về sau tuy nó nhỏ nhưng mà nó lại có thể thành công rất là lớn, tại vì vượt non xa có nghĩa là thành công rất là cao, thấy chưa? Thuyền nhỏ mà vượt non xa, thành ra là thành sự thành công rất là lớn, tuy là nó nhỏ mà lại làm được việc lớn. Coi như chúc mừng bạn, nếu mà bạn muốn làm thì bạn biết là nó là rất là khó khăn rồi đó, chứ không phải là bạn muốn mà nó dễ dàng, nhưng mà mình sẽ có được cơ hội thành công rất là lớn. Chúc mừng bạn nha. Nếu mà ở trong làng thì ráng mà tu, tại vì cái chuyện mà làm ăn chung đó nó dễ sinh phiền phức lắm. Giấy tờ phải thật rõ ràng, bởi vậy ở đây nó còn dặn mình đó. Nó còn dặn rất là kỹ là để coi, để tôi đọc lại cho bạn nghe. Chép hết việc xưa trước, có nghĩa là giấy tờ đó bạn phải phải biến thư tiền tiền sự, có nghĩa là bạn phải về việc giấy tờ sổ sách hay là hợp đồng đó, phải ký cho rõ, không đó, là nó sẽ sinh phiền. Dạ. Dù tôi không coi tôi cũng sẽ nói y như vậy, cho nên ở đây trong quẻ nó đã báo cho bạn biết là về việc giấy tờ là phải ghi cho thật rõ để sau này nó không có phiền phức, để mình tranh cãi mình hơn thua mấy cái chuyện tào lao đó nó không không đáng. Nhưng mà tôi làm với ai tôi không có ghi giấy tờ, tại sao? Tại vì tôi tin chắc rằng hễ mà họ giật của tôi đó, có nghĩa là tôi nợ họ, cho nên tôi hoan nghỉ, tôi không có cãi. thành ra nó khỏe lắm. Rồi bây giờ là coi như cái việc mà mình đã xem cho 93 bạn đó là xong. Thì bây giờ đó bạn nào mà đặt câu hỏi đó thì bây giờ bắt đầu tôi sẽ xem cho các bạn. Đó. Thì các bạn nhớ như vậy nè. Các bạn có gửi store hay không gửi gì store gì tôi cũng xem. Ok, nhưng mà dĩ nhiên là các bạn gửi store thì nó sẽ tốt cho các bạn hơn, là tại vì các bạn khỏi thiếu nợ tôi. Chứ các bạn có gửi không gửi gì tôi cũng xem hết á. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ các câu trả lời được xong. Bây giờ là bắt đầu mình sẽ trả lời nha. Và các bạn nhớ như vậy nè. Các bạn tuyệt đối không có nên gửi liên tục, mà các bạn nào mà muốn gửi câu hỏi đó thì làm ơn viết xuống ngay từ cái giờ phút này. Các bạn làm ơn viết xuống và ghi số 1 thì tôi sẽ coi cái bảng số 1. Bạn xong bảng số 1 rồi thì bảng số 2 hãy gửi vào, chứ các bạn cứ gửi liên tục như vậy nó vô bổ, nó không có lợi cho ai hết. Ok.
Rồi bây giờ là chúng ta cứ việc trả lời từng người một, coi như những người nào mà trước đây chưa được trả lời thì tôi sẽ trả lời trước cho mấy bạn đó, còn bạn nào đã hỏi rồi thì mình cứ từ từ. Ok, hoặc giả là con Tâm Đồng, con lấy cái những cái câu hỏi nào của các bạn đó con dán lên đây cho thầy để thầy coi. Ok, và bây giờ là mình coi như đã được 1 tiếng rồi phải không, gần tiếng rồi, vậy là mình cũng có thể coi thêm được mấy chục phút nữa. Rồi, có các bạn Hường Phạm: thầy cho em hỏi sang năm 2022 em định làm nhà có được không? Cái này đó là bạn lẽ ra là bạn không nên hỏi, tại vì nếu bạn đã ở trong làng rất là lâu rồi thì cái việc bạn làm nhà, bạn cứ đi theo cái bài vấn đề phong thủy thì bạn làm rồi, bạn muốn làm gì chả được, cần gì mà phải đặt ra cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà điều thôi, lỡ rồi bạn đã hỏi thì trả lời cho bạn, nhưng mà ít ra cũng phải đập cho một cán gáo để nhớ. Ở trong làng là mấy cái chuyện này không có cần hỏi. Thích làm là cứ là theo cái bài vấn đề phong thủy mà làm thôi, muốn làm nhà giờ nào làm, muốn làm ngày nào làm, nói rõ với thổ địa rồi là làm thôi. Muôn dặm cánh buồm chuyển, sống lặng không ngại ngùng, đi đi chẳng trở ngại, có nghĩa là bạn nên làm đi. Ok, sang năm tốt đó. Rồi, thầy cho con hỏi: con bị mất trộm một chiếc xe máy đắt tiền cách đây 2 năm. Con muốn hỏi liệu con có cơ may tìm lại được chiếc xe bị mất cấp ấy được không, và bao giờ? À, bạn này thì Nguyễn Su Su, bạn hỏi câu hỏi nó không có được bình thường, giống như một người cõi trên, cho nên xin lỗi bạn không 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 trả lời bạn nha. À, nhưng mà thôi kệ, thôi lỡ coi như gặp bạn tưởng tưởng thì cũng trả lời theo kiểu tưởng tưởng đi. Ok, vì câu hỏi của bạn nó không có bình thường, nhưng mà thôi kệ, để trả lời cho bạn vui, tại vì bạn tưởng tưởng mà hỏi. À, không thể nào đối xử giống như người bình thường được. Rồi, coi. À, tức là ở đây bảo rằng là dưới gốc cây ấy một hang sinh ra, nếu dời chỗ khác phúc lộc dần già. Thế thì bạn hãy nên bỏ cái ý định mà đi kiếm lại chiếc xe đó đi. À, nếu nó có duyên tự động nó sẽ trở lại, bạn không cần phải đi kiếm gì cả. Ok, mình nên tìm cái gốc khác đi, tìm cái bên khác mà bạn thích hơn đi, thì phúc lộc nó sẽ to hơn, nó sẽ được lợi ích hơn. Ok, cho nên bạn đừng có cứ cứ cứ, cứ suy nghĩ về việc đó hoài, nó không có lợi ích cho mình hết. Rồi. À, có một bạn là Hương Phan: mười giờ 40 phút ngày 28 tháng 3 dương lịch tại Vũng Tàu, Việt Nam, con tên Hương. Cho con hỏi năm nay con muốn nghỉ việc để làm riêng về môi giới bất động sản có được không ạ? Ok, mau khởi hành, mau khởi hành, đường dài kết bạn đồng minh, cánh tay chống trời sững sử sách mãi lưu danh. Có nghĩa là bạn làm cái này như nó phù hợp với cái duyên lành của bạn hay sao đó, chắc là bạn sẽ giàu có dữ lắm á. Ok, thôi như coi như chúc mừng bạn đi. Rồi, cảm ơn bạn Diệu Mỹ, hai bạn đã gửi star. Thì như tôi nói đó, các bạn có gửi star hay không gửi star gì tôi cũng xem hết á, nhưng mà các bạn không gửi star thì các bạn sẽ thiếu nợ tôi, đơn giản là vậy thôi. Rồi bây giờ bạn Diệu Mỹ: thầy ơi, giờ động tâm là 10 giờ 47 phút sáng,
Con xin thầy xem giúp. Ủa, Diệu Mỹ mới hỏi đâu rồi? Chạy đâu mất tiêu hay nhanh vậy? Bạn Diệu Mỹ vừa hỏi tôi xong, xem qua một phát nó chạy mất tiêu. Tình cảm có được tốt hay không? Không sao hết. Bây giờ nó có chạy thì nó chạy, tôi cũng xem. À, trả lời cho bạn Như Mỹ là rồng nấu đã xuất thế, sừng đẹp đã mọc thành, mây giăng mưa tưới giúp khắp dân lành. Có nghĩa là cái này đó thì trong tháng 3 âm lịch đó là bạn đã thấy mọi thứ nó được tốt lành rồi, tức là một cái quẻ rất 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 là tốt cho bạn luôn. Tôi xin lặp lại với các bạn nha, là đừng có hỏi liên tục, các bạn hãy cứ từ tốn. Nếu các bạn có duyên thì tôi sẽ trả lời, còn đã vô duyên thì xin thưa bạn có hỏi cũng không trả lời. Bằng chứng là hồi nãy đã có mấy người gửi tới phải không, nhưng mà cuối cùng rồi có coi được không? Không. Tại sao vậy? Vì vô duyên, không có ghi ngày tháng năm giờ, năm tháng ngày giờ gì cả. Đại khái là hễ chúng ta, các bạn đã ở trong làng, các bạn phải hiểu khi đã vô duyên thì không có cách gì mình được xem hết, thành ra mình cũng có gì phải hối tốt hấp tấp, có gì phải hối hả. Bạn cứ may mắn, tại vì tôi đang nhìn đây mà lỡ mà bạn nào thả vô nó trúng ngay cái chỗ mà tôi dòm mà tự động tôi trả lời, thấy chưa? Thành ra chỉ là hên xui thôi, thành ra các bạn không có cần gì mà phải hấp tấp muốn hối hả. Từ từ thả từng cái, viết từng câu, mình xem ở trên cái chỗ chat đó, người này hết thì bắt đầu, thí dụ trước mình là ba người thì mình đợi trả lời xong một hai người mình gửi tiếp, như vậy nó sẽ hay mà nó thuận lợi cho tất cả mọi người, không phải tốn thời gian, tôi cứ nhắc đi nhắc lại mất biết bao nhiêu thời gian, thấy không? Nhất Nhật Linh, thầy ơi cho con hỏi công việc của con trong năm nay có thuận lợi suôn sẻ và mang lại thu nhập tăng không ạ? À? Giờ động tâm là 22 giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi cũng nhắc lại cho các bạn, khi mà các bạn ghi giờ thì phải ghi rõ nha, giờ nào là phải ra giờ đó. Thí dụ 22 giờ 00 phút hay là 22 giờ 00 phút gì đó, là hay 01 gì là phải ghi rõ, chứ không có thể là cứ để là 22 giờ như vậy. Ok, nhưng mà đã hỏi thì phải trả lời thôi à, còn trúng hay trật là do bạn. Bạn ghi sao tôi nói là vậy thôi à, hỏi sao trả lời thế. Giúp đỡ giữa đường đi rắc rối rồi tránh khỏi, sóng gió chẳng chút gì. Ok, coi như là tốt, bạn quẻ của bạn là tốt, của bạn Nhật Linh đó nha. À, bạn Thu Trang, giờ động tâm là 21 giờ 57 phút. À, bạn này thông minh, ghi là phải rõ ràng như vậy. À, năm nay con chuyển đổi công việc mở cửa hàng bán thuốc bắc được không ạ? À? À, bạn này muốn bắt thuốc bắc. Rồi, sẽ có câu trả lời cho bạn ngay. Trong cái không nên thẳng, tâm sự hơi băn khoăn. Mây tan trăng lại tỏ, ngàn dặm gió buồn căng. Có nghĩa là bạn mới đầu mở ra, nó rất là băn khoăn, lo lắng đủ điều. Có nghĩa là mới lúc mở ra nó không có tốt. Nhưng mà sau đó, khi mà cái vận xấu mây tan, trăng lại tỏ, có nghĩa là khi mà cái vận xấu của mình hết rồi đó, thì bắt đầu gió buồm nó căng, có nghĩa là bạn lên như diều gặp gió vậy đó. À, là mình biết là mình buôn bán nó sẽ gặp rất là may. Chúc mừng bạn. Tức là công việc của bạn mọi thứ rồi nó sẽ ổn. Ok. Bạn Phong Lan thì thầy cho
Kết hợp mua nhà 50, em chị em muốn kết hợp mua nhà 52 anh Trần Đăng Ninh để mở hiệu thuốc có được không ạ? Mở hiệu thuốc có được không ạ? Cái này nó hay lắm, câu trả lời này quá tuyệt vời luôn. Tạo hóa sinh ra sẵn tự nhiên, tức là tinh tự nhiên. Quân đi ngàn dặm phúc liền liền, công danh thành tựu thần minh giúp, rắn thỏ cùng nhau sẽ biến thiên. Có nghĩa là hai bên rất là hợp với nhau, làm ăn rất là tốt đẹp. Năm nay là năm Sửu, thì lâu lắm là năm Mão hoặc là năm Thìn thì bắt đầu nó sẽ có cái sự biến thiên, có nghĩa là sẽ có sự thay đổi, chứ còn từ đây cho tới đó thì không có thay đổi, cho nên phải ráng tu chứ không thôi là sẽ đổi lòng. Ok, tuy là rất là tốt, mọi chuyện nó rất là tốt, nhưng mà tới đó nhiều khi nó lại có cái sự chia, nhiều khi mình lại có thể là thôi bây giờ mình không hợp tác nữa, mỗi người ra tự mở một cái cũng có, nhưng mà ít nhất là mình biết là mình sẽ được rất tốt trong 3 năm. Bạn Nana Olala tại Đà Nẵng. Con nhỏ này nó mệt, nó dễ sợ luôn. Tôi nghe cái tên nó là tôi đã mệt rồi, mà nó nhắn tin cho tôi lần nào tôi cũng thấy mệt, nhưng mà kệ nó, lại có duyên sao đó, tự nhiên thấy nó cũng vui vui trong lòng. Ok, vui vui thì coi. Rồi, câu hỏi là thầy cho con hỏi năm nay con có thể thực hiện được công việc kinh doanh theo ý nguyện được không ạ? À? Kinh doanh mà cũng phải theo ý nguyện, cái gì cũng đòi theo ý nguyện làm sao mà tốt được con? Ok, lửa rực ngút trời, chân trời đỏ rực, nước nguồn đổ tuôn, dường như bất cực. Có nghĩa là con sẽ cực lắm, vì con đòi hỏi cái điều đó, con sẽ rất là cực, nó hừng hực, nó không có đúng như ý con muốn đâu, rất rất là khó, chỉ bớt cực chút thôi chứ còn nói nó mà tốt là nói không có tốt. Đây, Hoàng Yến số 1, bắt đầu từ Hoàng Yến này có lý nè. Cái này được á. Ủa mà mới thức thì chạy đâu mất hay vậy. Hoàng Yến số 1. Rồi, ai là số 2? Thầy cho con hỏi là ba mẹ con của con có được đoàn tụ với nhau trong năm nay không ạ? À? Giờ Động Tâm, giờ Mỹ là 21 giờ 40 phút. Ủa gì kỳ vậy? Ở Mỹ sao giờ này là 21 giờ 40 phút được bà nội? Nếu mà ở Mỹ là giờ này nó là nó phải là, à thôi hiểu rồi, thôi hiểu rồi. Trời ơi, biết cái kiểu vậy chết tôi luôn. Có nghĩa là, ủa mà kỳ vậy, giờ Động Tâm, giờ Mỹ. Thôi thôi thôi, mệt quá, gặp mấy cái con Hoàng Yến này nó nhắn tin tôi cũng không biết bao nhiêu lần, mà sao mà hỏi vậy mà cũng hỏi được. Thiệt là khổ bà ngoại quá bà ngoại ơi. Mà thôi, không nói nữa, bây giờ trả lời thôi. Ok, hỏi sao trả lời vậy? Mình ở Mỹ thì ghi giờ Mỹ, ở Mỹ ghi giờ Việt Nam. Chết tôi luôn. Rồi, bà ngoại hỏi sao thì con trả lời y vậy nha. Trúng trật gì bà ngoại, ngoại tự chịu nha. Lỗi là lỗi của bà ngoại chứ không phải tại con. Ok, bà ngoại ngồi người cõi trên. Có nghĩa là cái quẻ này đó là hoàn toàn bạn không có cơ hội. Ok, theo cái quẻ là nó không có cơ hội. Tại vì cũng có thể là do cái câu hỏi và cái cách giờ của bạn đặt câu hỏi nó hoàn toàn sai. Tại vì ghi thì rõ ràng là giờ Động Tâm Mỹ mà lại để 21 giờ 40, khùng không? Ở Mỹ thì giờ này mới có 10 giờ mấy, hoặc là cho dù bạn ở đâu tôi không cần biết, tôi đang ở ở Houston là lúc này đây là 10 giờ sáng. Bây giờ bạn ở cái chỗ nào mà bạn có thể ghi được 21 giờ? Vậy là bạn hỏi giờ ban đêm, bạn hỏi vào một cái ngày nào khác đó chứ không phải là ngày hôm nay, đúng không? Ok, đúng là tào lao. Rồi, cảm ơn bạn Hương Phan, Hải Nguyễn, Quỳnh Nguyễn và Quỳnh Nguyên, Trần Uyên Quỳnh đã gửi story cho tôi.
tại vì đây là Facebook nó nhắc, chứ còn tôi đâu có để ý mấy cái điều này, nhưng mà nó cứ che hết, nó không cho mình thấy gì hết á, thành ra bắt buộc phải cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ đó là mình coi tiếp tới các bạn là Quân Hạnh gì đây. Con chào thầy ạ, à, thầy xem cho con chồng con sinh. Tôi nói rồi, các bạn đừng có đưa ngày năm, đưa tháng, đưa ngày giờ gì của các bạn. Các bạn cần hỏi gì hỏi cái đó, đừng đừng có nói ba cái chuyện tào lao như bạn sinh năm nào, chồng bạn năm nào, con bạn năm nào, không có bổ ích gì hết. Vì cách xem của tôi không có quan tâm tới mấy chuyện đó. Ok. Đó. Rồi, giờ hỏi xong chạy mất tiêu luôn, không biết đường đâu mò luôn. Rồi, quên bạn đó qua bên đi, mình coi tới bạn khác. Nguyễn Thị Linh. Câu 1. Con sang tháng tới muốn đầu tư bên mảng online thời trang, số vốn là gần 100 triệu, tất cả là con đi vay. Cách đây 2 tuần con phát nguyện xin được trì mỗi ngày 1.080 biến chú dược sư trong 7 ngày, và con xin ngài cho con công việc như ý. Sau xong 7 ngày con thấy rất nhiều việc đến mà con không biết chọn cái nào ngoài về mảng online thời trang ạ. Và con vẫn tu tập chăm chỉ. À, thì nếu mà đã như vậy thì bạn đã xin thì nó đã tới thì bạn cứ vậy bạn làm thôi. Còn suy nghĩ làm gì cho nó mệt. À, cái vấn đề nó ở đây tôi xin nói với các bạn đó là nó cứ nó nhảy lung tung. Con tâm đồng đâu, con gắn lại cho thầy thử xem thầy có coi được hay không, có dán lại được hay không. Tâm đồng giờ nó chạy mất tiêu, thầy không biết làm sao mà để kiếm lại cái người vừa rồi hết. Khổ ghê. Ok, bây giờ chỉ đọc theo pin comment thôi nha. Cái này có lý nè. That's very nice. Thầy ơi, bố con tên là Phạm Văn Thúy. À, sinh năm 1963, bị xuất huyết não, đang nhập viện lần hai. Cái này mình coi rồi, hồi nãy coi trả lời rồi. Số 2, Thu Giang Phạm. Thầy ơi, bố con tên là Phạm Văn Thúy, sinh năm 63, bị xuất huyết não, hiện đang nhập viện lần 2, tình hình rất nặng. Thầy làm ơn xem giúp con. Cái này quan trọng. Ok, được. Nhưng mà tại sao lại không đi tìm cái bài của con Cao Phương Thùy mà làm theo? Chợt thấy ngang mây mấy cánh nhạn, bên hồ thơm ngát mấy nhành mai, rượu cùng tri kỷ ngàn ly ít, gió mát lầu cao phú rõ tài. Có nghĩa là theo cái câu hỏi này đó, thì cái cơ hội mà ông vượt qua là rất là lớn, cho nó không phải là giống như là đường cùng hay là khánh tận. Ok, thành ra cũng không có phải là đáng sợ tới như vậy. À, con tâm đồng pin cho thầy cái câu kế tiếp đi. Con chào thầy, con sinh năm 1980. 9 giờ động tâm là 10 là 0 giờ lẻ 4 phút Nhật. Ok. Nhật Bản ngày 29 tháng 3. Con muốn hỏi vợ chồng con cái chúng con có sớm được đoàn tụ ở Nhật hay không? À, hoa xuân tươi đẹp chẳng ngăn gió dập mưa vùi, cúc thu thơm hương lại chịu sương sa tuyết phủ. Có nghĩa là nếu mà cái cơ hội nó nghe đó thì nó không có được tốt đẹp lắm, tốt lành lắm, nhưng mà bạn vẫn có một cái cơ hội ở vào mùa thu tháng 8 hay là vào mùa đông đó, nó mới 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 mới, mới có cái chút cái cơ hội đó nha. Nếu mà bạn đã ở trong làng ta thì hãy ráng mà tu, chứ còn cái việc mà bạn chỉ ngồi đó mà chờ mong đó thì nó không phải tốt giống như mình mong nha. À,
Tâm đồng, con làm nhanh lên thì thầy mới có thể có đủ thời gian để mà xem chứ. Cứ hễ đã đọc xong cái câu hỏi rồi thì mình phải lập tức có cái mới lên, pin cái mới lên. Đã bảo các bạn đừng có gửi liên tục nhưng mà các bạn vẫn cứ thích gửi liên tục. Rồi. Con kính chào thầy, mong được hữu duyên thầy xem giùm con. Giờ động tâm 22 giờ 10 phút, con muốn chuyển địa điểm kinh doanh đi nơi khác có tốt hơn không? Vì chỗ cũ kinh doanh không được tốt. Rồi. Ok rồi, anh Tấm Đồng lo bỏ cái lo bỏ cái khác lên đi. Chạy 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 gặp một chó tìm cho mau, được dài lâu, có nghĩa là bạn hãy đi đi, bỏ đi nhanh đi, đi tìm chỗ khác đi. Sẽ tìm được một cái chỗ rất là tốt, có thể là nhanh thì ngày ngày bạn cứ xem vào ngày tuất, còn nếu mà lâu đó thì bạn hãy coi vào tháng tuất, tức là tháng 9 âm lịch đó nha. Cái chỗ đó là bạn nên bỏ, hãy đi đi, đi mau đi, nó bảo đó. Chạy 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 có nghĩa là đi đi chạy chạy nhanh đi, trốn cho nhanh đi. Ok rồi, Lôi Đinh, con chào thầy. Giờ động tâm là 11 giờ 8 phút sáng Toronto. Con xin thầy cho con hỏi, năm nay con có ý định muốn thay đổi công việc hiện tại là nails sang một công việc construction. Làm nail hiện tại con cũng kiếm tiền rất tốt, nghề cũng rất là cứng, nhưng làm riết nó thành lại cái à, thì nó thành ẻo ẻo. Ủa, chưa đọc xong, chưa đọc xong. Đó, con này nó bị gì á, lúc chừng nào mà thấy thầy gõ thầy lập quẻ xong rồi hả hả đổi chứ, chưa kịp gì hết đổi mất tiêu à. Rồi nhưng mà không sao, bây giờ không biết thằng này nó hỏi ở dưới là ra cái gì nhưng mà kệ nó. Lôi Đình, Lôi Đình, để đi kiếm lại Lôi Đình coi. Ok rồi, để coi Lôi Đình nói cái gì. Chứ không có ý định mở tiệm. Con cũng có ý định chuyển sang làm nghề construction chứ không có ý định làm nail, mặc dù con chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề xây dựng ở Canada. Ở Việt Nam con đã học đại học xây dựng. Con xin thầy hoan hỷ xem cho con có nên chuyển sang nghề construction không ạ? Mọi việc có được thuận lợi không ạ? Ok. Rồi, bây giờ đó, con Tâm Đồng đổi cái mới đi, qua xong rồi đó. Đọc xong hết rồi đó, khi nào ta đọc xong hết cái câu hỏi rồi mới mới đổi được chứ, chưa gì hết. Lúc làm chậm thì chậm như rùa, lúc nhanh thì nhanh như là quỷ, chịu không nổi con nhỏ này, lâu lâu phải tìm cơ hội mắng đó. Ok, nước Nam đôi én lại, tim nhà vương tạ đây, lầu đẹp ngày xuân lặng, sinh nhai nhờ chốn này, có nghĩa là bạn làm cái nào là cũng tốt hết á, bạn làm nail cũng tốt, bạn làm cái kia càng tốt, cả hai ở đây nó kêu là song yến, bạn có cả hai cái nào bạn làm cũng tốt hết. Ok, chúc mừng bạn rất là tốt, cho nên giờ nhờ bạn tốt như vậy bỏ thêm star ok. Đã quá, sướng quá, thầy coi mà được quẻ tốt là mừng rồi. Rồi, Giang Nguyễn, số 7, giờ động tâm 21 giờ 45 phút, thầy cho con hỏi, anh rể con bị ung thư đã truyền 6 lần rồi nhưng vừa rồi bác sĩ kiểm tra lại không tiến triển. Giờ bác sĩ cho uống thuốc để chờ truyền thuốc khác, thầy cho con hỏi anh con nên tiếp tục hay nên chuyển hướng khác? Hay là nên chuyển hướng khác? À, để coi.
Ở đây nó bảo rằng là sải cánh vuốt trời thẳm, tránh nạn là nguyên nhân, dọc đường trăm toan tính, lại hóa đầy vườn xuân. Có nghĩa là bạn cứ tính toán đi, theo hướng khác được thì nên theo hướng khác đi, okay. Sẽ gặp may bất ngờ. Đại khái là như vậy. Rồi, bạn Nini, con chào thầy ạ. Thầy cho con hỏi, con giúp bạn con mượn tiền hơn cả tỷ làm ăn mà bạn con bị phá sản bỏ trốn để lại con gánh khoản nợ đó. Con không biết con có thể trả nợ được không? Chứ con đang bế tắc cùng đường, không muốn sống tiếp nữa thầy ạ. Mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con có động lực với ạ. À, thế thì bạn không tu bạn sống cái kiểu làm sao? Vì đã nói rằng đó là đừng có bao giờ cho mượn nợ, dù là cha mẹ cũng không không giúp mượn nợ. Cho được thì cho, có tiền sẵn thì cho mượn có nghĩa là cho luôn đó, còn tuyệt đối đi mượn cho đi vay là không. 3 ngày từng kết hội, 4 biển thảy biết danh, rủi rong ngựa khỏe thẳng tới thiên đình. Có nghĩa là cái này rồi bạn cũng sẽ có cách để mà bạn trả nợ được, bằng cách là bạn phải rong ruổi, bạn cũng đi đi chỗ nào rong được thì cứ đi đi, rồi cái người bạn cũng sẽ có một cái nơi nào đó họ đi rồi họ cũng sẽ có tiền để họ trả. Thế thì cái cách hay nhất là bạn nếu mà cứ nói thẳng với họ, từ từ cho bạn cơ hội để bạn trả, rồi bạn sẽ làm ra bạn trả. Còn không thì bạn cứ bỏ đi nơi khác, bạn làm cho xong rồi bạn trở về bạn trả. Phải nhớ như vậy nè, nợ nần là phải trả. Bạn thấy không, tôi thiếu nợ mấy chục câu hỏi bao nhiêu ngày rồi cũng phải lại nói cho xong, bởi vì nợ nần mình không trả, đời này không trả kiếp sau cũng trả. Đó, sở dĩ mà cái người bạn đó khiến cho bạn phải vay nợ cho bà họ đó là tại vì đời trước bạn bạn đã lấy của họ rồi, bạn cũng để cho họ tự trả vậy đó, tự đi xử vậy đó, cho bây giờ họ cũng bắt bạn tự xử lại như vậy. Ok, cho nên thiếu nợ là phải trả. Trốn đi không phải là trốn đi làm mình trốn để mình không trả, không phải vì giật nợ nha, hai cái nó khác nhau. Mình bỏ đi là tại vì mình không muốn họ cứ tiếp tục làm phiền, không cho mình cái cơ hội để mình trả, cho nên mình đi để mình tìm cái cơ hội mình làm cho được để mình đem về mình trả. Trả là bắt buộc phải trả chứ không thể không trả được, nhớ rõ cái điều đó. Cho nên bạn cứ mà hãy hãy vững tâm, ráng mà trì chú niệm Phật cho thật nhiều, tâm thật tịnh rồi sẽ làm được. Giờ động tâm, thầy cho con hỏi con có thể vượt qua được sơ tuyển của ngành học sắp tới của con hay không ạ? À, thằng này tu kiểu gì mà có nhiều mà cái học không lo học mà cứ lo đi hỏi mấy câu này trời, thiệt tình. À, có thể là may mắn đậu được bất ngờ, có nghĩa là cái cuộc sơ tuyển đó mình không nghe, không có nghĩ là mình mạnh mẽ nhưng mà lại được khá là tốt, thấy là hay thua hơn, học tài thi phận là chuyện đương nhiên. Ok rồi, hết rồi hả Tâm Đồng, còn nữa không, câu hỏi mình có còn nữa không, hết rồi hả con? Rồi Clara Đỗ, hiện con đang mang thai gần 7 tuần, con muốn hỏi thai nhi có được phát triển mạnh khỏe hay không. Trời ơi, con này nó, con từ Hà Nội nha, đi qua gặp thầy ở Hà Nội rồi từ Hà Nội đi qua tới đây là bao nhiêu năm, 3 4 năm theo thầy tu học làm sao mà giờ này á có thai không đi hỏi bác sĩ đi hỏi thầy, đúng là con này nó tửng kiểu gì á, không hiểu nổi luôn á. Nhưng mà thôi, hỏi rồi hỏi thì thầy phải trả lời. Ok, con cố gắng tu tập để hồi hướng công đức cho bé, mong bé sinh ra nhiều phước giúp đỡ cho chúng sanh. Con động tâm hỏi ngày 14 à, có tu là cũng tốt rồi, nghe cũng vui vui trong lòng chút xíu. Rồi, khi có con khôn lớn gặp lửa là phúc dày. Gặp lửa có nghĩa là con phải gặp là năm Bính, năm Đinh, năm Tỵ, năm năm Tỵ, năm Ngọ. Ví dụ như Bính Tuất
cũng là lửa, bính, cái chữ bính đó nha, hoặc là những cái năm mà như là Giáp Tuất, Ất Hợi nó cũng là hỏa, hay là năm như Bính Dần đã, Bính Dần Đinh Mão rất là tốt, hay là những cái năm như Bính Ngọ, Đinh Tỵ, Bính Ngọ rất là tốt đó. Nhưng dù là không phải những năm đó mà nó có mang chữ bính như là Bính Bính Thìn cũng vẫn là có chữ bính là lọ. Cho nên khi mà chúng ta nghe cái chữ hỏa đó là chúng ta biết rằng đó là nó phải có chữ bính, chữ đinh, rồi chữ tỵ, chữ ngọ, hoặc là nó phải có nạp âm là hỏa. Ok, thì mình coi những cái năm đó là mình biết đó là phúc, năm đó là có phúc của nó là rất là dày. Chả cần lo lắng mãi, lòng người khổ chẳng đầy, có nghĩa là con cần phải lo gì hết đó. Cứ việc lo tu tập thôi, rồi mọi thứ nó sẽ rất là tốt lành. Bây giờ trả lời của bạn Phương Lê. Giờ động tâm 21:56 tại Hà Nội. Con có anh họ sinh năm 1981 mới phát hiện bị ung thư phổi, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm. Thầy cho con hỏi liệu anh con có chữa được bệnh này không? À, cái đó là hay ha. À, bác sĩ không hỏi mà đi hỏi thầy bói. Hiểu không nổi luôn. Rồi. Buông câu vực rộng, dòng gợn đục mờ, rùa lớn sẽ được, chả có nghi ngờ. Có nghĩa là cái này đó, chắc chắn là tới một lúc nào đó sẽ gặp một cái cơ may để mà tuy là thấy giống như không có cái cách chữa, nhưng mà từ từ rồi họ sẽ tìm ra được một cách chữa, cơ hội là anh sẽ được chữa được. Mà nếu cái này đó mà bạn biết, bạn ở trong làng ta thì bạn biết có cái số mà trị ung thư phổi đúng không đó, thì bạn có thể lấy cái số đó mà đưa cho anh ta, bày hướng dẫn cho anh ta trị thì nó sẽ thoát thôi. Okay. À, số 14, con kính chào thầy ạ. Ngày giờ động tâm là 21:38. Con ở Quảng Ninh. Vợ chồng con muốn mua một miếng đất nho nhỏ để đầu tư. Thầy xem giúp con có nên không ạ? À? Con cảm ơn thầy. Rồi, người đi không có lợi, hoa nở kịp mùa thu, sương muối vất vật tiến đến, lùi bước không giữ lưu, có nghĩa là nó không có được tốt như ý bạn muốn. Câu trả lời cho bạn là nó như vậy, không có được tốt lắm. Bạn ráng lo về trì chú niệm Phật, rồi xong rồi đi xin mua một miếng đất khác. Tâm Đồng ơi, còn có cái nào mới nữa thì bỏ lên. Hết rồi con, hết mình nghỉ nha. Số 15. Rồi, có bạn có số 15. Sắp tới con muốn chuyển hướng online công việc khác. Chuyển hướng online công việc khác. Thầy xem giúp con xem công việc của con có ổn hay không. Tự nhiên khi không bỏ ra 15 tháng 2 là cái gì? Mình muốn xem tự xem bói toán thì phải xem ngày dương lịch chứ ai lại xem ngày âm lịch. Chỉ có thầy dở ta mới xem ngày âm lịch. Thầy giỏi không ai xem ngày âm lịch á, ta coi xem ngày dương lịch không à. Đây. Cho nên muốn xem thì phải đưa ngày giờ dương lịch, ai lại đưa ngày giờ âm lịch. Chết luôn với mấy bạn. Nhớ, ai cắt thầy bói khác, người ta coi bằng ngày giờ âm lịch. Còn tôi xem bói là xem bằng ngày giờ dương lịch. Nhớ dùm cái điều đó nha.
À, bạn làm cái này đó nó có cái duyên lành đó, có thể là bạn hợp và làm được lâu đó, cho nên là bạn cố gắng đi ha. À, nhiều khi mình có cái phước đó thì mình làm nó sẽ được tốt hơn những bạn khác, coi như chúc mừng bạn đấy. Rồi, số 15. Giờ động tâm 21 giờ 43 phút ngày 28 tháng 3, thầy cho con hỏi vợ chồng con làm ăn thất bại. Ba mẹ con rao bán nhà, nhà của ba mẹ chồng con trong năm nay có bán được không ạ? À? À, dù bán được hay không đó, thì bạn thực sự là bạn nếu ở trong làng thì bạn biết cái cách để mà bán nhà đúng không? Thành ra bạn có thể dùng cái phương pháp đó để cho bạn bán nó được nhanh hơn và được thuận lợi hơn. Ok. À, nhưng mà bây giờ ở đây thì trả lời cho bạn, vì bạn đã có hỏi thì phải trả lời thôi. Tiến bước lại bồi hồi tơ liễu bày gió xuân, bên bến hành khách mới, bên gối niềm băn khoăn. Có nghĩa là nó rất là bồi hồi băn khoăn khó, chứ nó không có dễ tí nào cả. Cho nên là bạn hãy nên vào trong làng ta, bạn gõ cái chữ Quang Vinh và bạn theo cái cách thất chỉ ngũ sắc đó bạn làm, hoặc là nó còn có một cái hai cách khác nữa để mà bán nhà. Cho nên bạn cứ vào đó bạn coi nha. Yên Vũ, chà cô này đặt câu hỏi xong có gửi star luôn nữa, dễ thương quá vậy. Rồi, ở Ukraine, con xin hỏi. Con xin hỏi chú bây giờ con có nên bán tiệm, mở tiệm mới không? À, cái này United không phải là Ukraine mà là United Kingdom. Hay con nên đợi 1 năm nữa bán và mở tiệm? Câu này hồi sáng hỏi rồi, giờ hôm qua hỏi rồi, giờ hỏi nữa. Ok, hỏi trả lời. Tâm tư của cô này thiệt là khổ. Cô này dù có sống kiểu nào cũng không thể sướng được, bởi vì tâm tư lúc nào cũng lo lắng như vậy, làm sao mà sướng được. À, một được một giữ, sau lùi lại lên, đường thông đạo lớn, tâm yên tâm sẽ an nhiên. Tức là một lượng bạn có bán thì nó cũng tốt, mà bạn không bán thì nó cũng tốt. Có nghĩa là bạn bán bạn đi kiếm cái khác nó vẫn tốt, bạn giữ rồi thì nó cũng tốt. Bởi vậy mới bảo là một được một giữ, sau lùi lại lên. Đó. Đường thông đạo lớn, tâm sẽ an nhiên. Có nghĩa là bạn giữ là bạn bán kiểu nào nó cũng tốt hết. Okay. Bạn thích thì bạn cứ cứ vậy mà làm. Nếu mà mình thích chỗ mới thì cứ đi bán cái cũ, đi mua chỗ mới. Okay. Đừng có suy nghĩ lu bu mà người nó mệt. Còn trẻ mà cứ suy nghĩ hoài vậy nó mau già lắm. Rồi, số 17. Giờ động tâm, 22 giờ 30 tại Hồ Chí Minh, con đang có thai 13 tuần. Đang có thai 13 tuần, đã biết tu tập 8 năm, hiện nay hàng ngày vẫn tu tập theo làng ta. Cho con hỏi, con sinh bé này xong công việc gia đình có tốt không ạ? À? Con cảm ơn. Bốn chục năm dư khổ đã đầy đã dày, đến nay hoan lạc trải tháng ngày, đừng trăn trở ân ái. Thì tại vì có ân ái nó mới có con. Việc mừng còn nhiều đây, thanh xuân tiếc thay, thanh xuân còn đầy. Có nghĩa là bạn có con xong rồi mọi thứ nó vẫn tốt lành, không có vấn đề gì để bàn hết. Ok, mọi thứ vẫn y như vậy. Rồi, chúc mừng bạn và cầu mong cho bạn sinh con được khỏe mạnh. Sau này nó ra nó làm thầy chùa, hay là nó không làm thầy chùa thì nó cũng tu để mà nó độ cho tất cả chúng sanh nha. Bạn đã biết tu rồi thì nó chắc chắn là nó sẽ được nhiều may mắn, nhiều phước đức. Rồi, số 17.
Giờ động tâm là 22 giờ 30 phút. Con muốn hỏi con nên tiếp tục tập trung kinh doanh sản phẩm làm đẹp hay con nên chuyển hẳn qua làm content creator? Làm thì sẽ phù hợp hơn với con. Con vẫn đang kinh doanh nghề làm đẹp. Làm đẹp nhưng con vẫn có ý định thử sức nghề content. Điều thứ nhất đó là bạn hãy nên thử đi. Ok, mình ở đời đó tôi đã nói rất là đơn giản, thật sự là bạn được một cái quẻ tốt, nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là mình sống ở đời đó, cái gì mình thích thì mình nên làm, dù có thất bại. Ở đây tôi không nói thất bại nha, quẻ rất là tốt, nhưng mà tôi nói dù có thất bại cũng vui vẻ. Tại sao? Tại vì mình đã làm được cái mình muốn. Cho nên là mình làm người, chuyện cần làm là mình cứ làm, chuyện muốn làm là làm, tại vì mình có khả năng làm, có thể làm là làm vậy thôi. Chừng nào mà mình muốn làm, cần làm mà mình không có khả năng thì làm chi, nhưng mà hãy có khả năng là làm. Ok, cho nên bạn cứ mạnh dạn, không sợ gì hết đó. Thất bại làm lại, thất bại là bại là mẹ thành công, không có gì phải lo hết. Rồi, ai 18, con mong muốn được lên lương, không biết được không? Trời ơi, ráng làm cho giỏi, ráng tu cho giỏi thì tự động sẽ được lên lương thôi. Còn nếu mà không nữa thì cùng lắm mà mình đi chỗ khác, chứ mình làm gì mình phải sợ, có gì đâu mà sẵn, phải không? Rồi, sẽ kêu trên cành cao, người đi ngang bến cũ, nửa đường việc không xong, trời chiều lòng ủ rũ. Có nghĩa là bạn muốn tăng lương nhưng nó không có tăng được, tại muốn lên nhưng mà nó không lên. Ok, xin lỗi bạn, chia buồn cùng bạn. Nếu mà cùng lắm thì mình đi qua chỗ khác vậy thôi. Rồi, con chào thầy ạ. Giờ con làm ăn luôn gặp nhiều thất bại, càng cố gắng càng thất bại, đến khi nào con mới thuận lợi? Đến khi nào bạn biết tu, bạn đến khi nào bạn tham gia làng ta, và đến khi nào bạn biết tu thì nhất định bạn sẽ được tốt lành. Nghe bạn nói như vậy thì biết là số của bạn là số túi hẻo rồi. Mà số túi hẻo rồi thì có nghĩa là bạn không tu cách gì để mà bạn được tốt được, đúng không? Thành ra mình phải hiểu, sống ở đời mình có phước là mình cái gì mình muốn là có, mà mình không có phước thì mình có muốn kiểu gì cũng không thể có, mà muốn có phước thì làm sao có phước? Phải tu, không tu cũng có phước vậy thôi. Cho nên bạn cần phải vào làng ta bạn tu, nhưng mà để tôi trả lời cho bạn. Chim non sẽ bay cao, ra hang leo đầu dao, móng vuốt rồng thần biến hóa hải đảo. Có nghĩa là bạn mà muốn được tốt lành như ý bạn, nếu bạn không có tu gì hết nha, bạn để yên giống như vậy, bạn cứ tiếp tục bạn sống giống như vậy, thì tới năm thìn, tức là coi như năm nay là năm sửu, là 1, 2, 3, 4 năm nữa bạn mới được như ý, bạn mới được, nghĩa là bay. Bạn lúc đó là bạn giống như rồng vậy đó, bạn giống như là rồng vậy đó, ra hang leo đầu dao, móng vuốt rồng thần biến hóa hải đảo. Có nghĩa là lúc đó là bạn là khủng khiếp lắm, trở thành đại gia chứ không phải người thường nữa. Từ từ năm đó trở đi là bạn sẽ trở thành đại gia, nhưng mà nếu bạn tu bạn sẽ đi nhanh hơn như vậy, và bạn sẽ gặp được nhiều may mắn. Ok, còn mà nếu ngu không tu thì bạn cứ chịu khổ từ đây cho tới đó đi nhé. Rồi, bạn kế tiếp là bạn nào tâm đồng? À mà có lẽ là tới đây chắc mình cũng phải ngừng chứ, tại vì nó đã là 10 giờ 40 phút rồi, thì bây giờ mình có coi thêm bao nhiêu nữa nó cũng đâu có đủ. Ok, nếu mà có duyên thì vài bữa sau tôi từ từ tôi mò lên.
coi thử coi nó có duyên hay không, hãy đủ duyên thì mình sẽ xem tiếp. Đại khái nó là như vậy. Ok. Rồi. Giờ động tâm chắc là xem cho bạn này nữa là thôi đó. Ở Đức, cháu bé bị bố, con và con gái hiện nay đang bị chia cách. Cháu bé bị bố và gia đình bên nội giữ lại ở Việt Nam. Việc liên lạc rất khó khăn ạ. À, 2 tháng nữa con học xong và sẽ về Việt Nam cũng để giải quyết hoàn toàn thủ tục ly hôn. Rồi. Thầy cho con hỏi năm nay con có thể đón con gái về ở với mình được không ạ? À? Con xin cảm ơn thầy. Công nhận gia đình lạ kỳ ha. Trải qua sóng cả gió đông gặp mây, thái bình thân ẩn càng sớm càng hay. Có nghĩa là vào mùa đông năm nay bạn mới có cái cơ hội mà ở gần được với con gái. Và tốt nhất là bạn phải ẩn đi, có nghĩa là phải đi chỗ khác, không có nên ở gần họ. Sau khi mà bạn được ở gần rồi thì bạn phải tìm cách ẩn đi. Thái bình thân ẩn, tức là khi mà mình đạt được cái mục đích rồi thì mình nên kiếm chỗ mình đi. Và càng sớm càng hay, nhớ nha. Đó. Rồi, như vậy thôi, bây giờ tới đây chắc mình ngừng đi. Rồi một lúc khác có duyên tiếp thì mình sẽ xem tiếp. Tôi không có hứa gì hết á. Hễ mà lúc đó mà có duyên thì sẽ lên đây coi tiếp, còn nếu không có thì lâu lâu có thể một lần, tùy theo con tâm đồng hay là mấy đứa nó có năn nỉ tôi để mà lên đây làm cái việc này hay không. Ok, rồi bây giờ tạm thời chúng ta sẽ tạm thời chia tay nhau. Kính chúc toàn thể quý khán thính giả của Hoàng Quý Sơn Channel một ngày đêm lành, một ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày 6 thời đều ăn lành, tất cả các thời đều ăn lành nha. Rồi xin hẹn bạn các bạn lần sau.